Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Trước kia mình có đăng một cái dự án là nhận 100 top càng fan xe vào kênh Telegram group mình, các bạn. Vì lúc đó mình bận quá nên mình không có làm video hướng dẫn các bạn. Thì bạn nào có làm dự án này có theo dõi trong group mình thì các bạn vào điền phong để tôi cần phân phối các bạn. Thì các bạn nhấp vào link dương post, phần link mô tả dưới video của mình các bạn. Rồi sau đó các bạn chụp cái ảnh bức ảnh balance sheet của tôi, các bạn vào các bạn. Để mình gọi từ fanbot rồi. Nhảy sang tiếp đi. Fan các bạn. Các bạn bấm vào bot, bạn chụp màn hình balance sheet của các bạn lại các bạn. Rồi, sau đó thì các bạn mở link form ra các bạn. Rồi thì dòng đầu tiên em thì các bạn ghi họ như tên của tất cả bạn vào các bạn. Rồi dòng thứ hai thì bạn điền địa chỉ email của tụi bạn vào nè. Dòng thứ ba thì các bạn điền là username Telegram của bạn đã xong sao dự án các bạn. Tiếp tục các bạn gửi lại đường link profile link của tất cả bạn nè, Twitter các bạn nè, thì bạn mở Twitter của tất cả bạn gắn. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng, nhấp vào hồ sơ nè. Nhưng mà ba cánh cùng nhấp vào chia sẻ nữa. Rồi các bạn sẽ chép nào mà. Cũng có một bạn theo mình làm cái video luôn. Rồi trong này thì mình đã hướng dẫn tham gia Go1 ha các bạn. Bạn bấm vào Go1 các bạn. Rồi các bạn gỡ một bức ảnh balance hồi nãy nó lên đây các bạn. Bức ảnh bạn chụp các bạn. Tại mình không có đăng video lên nên mình không có có nhiều bạn không theo dõi trên kênh Telegram mình. Rồi tiếp tục tool number gap này thì bạn điền bao nhiêu gap thì các bạn điền vào các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền khai báo là địa chỉ với bin bi sản trên trước kia các bạn đã khai báo trên bot này. Nghe lên trên bot đây nè. Rồi các bạn gỡ đánh cái mã code này vào các bạn. Mã captcha nè 4G T2 V A G I G R. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn rút con token fan C đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo thì mình nhé.